Chào các bạn, tôi là Chung Cảnh Khôn, Sở trưởng Sở Di dân Bộ Nội chính. Tiêm vaccine COVID-19 có thể giảm nguy cơ lây nhiễm, bảo vệ chính mình và bảo vệ mọi người. Hiện nay, người nước ngoài cư trú quá hạn tại Đài Loan có thể yên tâm tiêm chủng. Thời hạn kết thúc sẽ được thông báo riêng. Tất cả những người nước ngoài đã quá hạn cư lưu trú, không phải lo lắng bị thông báo, điều tra, quản chế. Bạn hãy nhanh chóng đi tiêm vaccine COVID-19. Người có giấy tờ tùy thân, hãy đến các trạm tiêm chủng địa phương hoặc các cơ sở y tế. Nếu không có giấy tờ tùy thân, hãy quét mã QR sau đây để liên lạc với cơ quan liên quan hỗ trợ bạn đăng ký tiêm chủng. Yên tâm tiêm chủng, bảo vệ sức khỏe của chúng ta.